Hội Nông dân huyện Nghi Xuân vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 7 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Trưởng ban dân vận huyện ủy Trần Quỳnh Thao cùng dự. Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân huyện đã phát động tới hội nông dân các xã thị trấn và cán bộ hội viên thực hiện các phong trào thi đua, đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Kết quả có 70% hội viên đăng ký danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi năm 2022. Hội đã tổ chức 8 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung ứng 350 tấn phân bón, 1.000 giống cây ăn quả, nhận đỡ đầu giúp một hộ thoát nghèo. Hội thường xuyên duy trì hoạt động của 78 tổ vay vốn, giúp gần 2.500 lượt hội viên vay, gần 125 tỷ đồng, tạo việc làm mới cho 85 lao động. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp hội đã xây dựng 35 vườn mẫu, chỉnh trang 114 vườn hộ, di rời 23 công trình vệ sinh không hợp lý, nạo vét 38 km kênh mương và tham gia hàng ngàn ngày công làm đường giao thông nông thôn, xây dựng kênh mương phục vụ sản xuất và đời sống. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong công tác hội và phong trào nông dân những tháng cuối năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, trưởng ban dân vận huyện ủy Trần Quỳnh Thao đề nghị các cấp hội nông dân huyện Nghi Xuân bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để thực hiện các phong trào hoạt động của hội. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cùng với đó, quan tâm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho các hội viên cơ sở, tăng cường kiểm tra giám sát các chi hội cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thank you.